Alo. Hôm nay mình lại tiếp tục không bắt cấp. Hôm nay mới 29 thôi mà ngoài đường mọi người đi chơi lễ đông ghê luôn. Xin chào các bạn nha. Các bạn không đi chơi lễ hả? Hay sao mà lên thót đông quá vậy? Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh. Càng xa lánh, càng trong vắng tim cứ đau và nhớ lắm. Đành phải buông hết tất cả thôi. Nụ cười mỉm sau bờ môi ấm áp dịu dàng vai anh. Chào bác hai. Thật sự thì đi không có mất cấp là tại vì bình thường ngày nào cũng phải mất cấp rồi. Ngày nào mình đi quay mình cũng phải mất cấp, mặt dày cui phấn xong bắt đầu hả, nó rất là cảm giác nó rất là sợ. Bây giờ rất là sợ mất cấp nên là những cái lúc mà buổi tối như thế này thì tắm xong á đi lên show thì mình sẽ không mất cấp. Tại vì muốn để cho da nó thoáng á. Nên là các bạn nhưng mà nói chung là cũng không có xấu, không có xấu lắm, các bạn thông cảm nha, mình sẽ không có trau chuốt lắm. Cười cái gì ông kia, nóng quá à? Đây mới là mặt thật của mình nè, mặt bự. Ok, sau đây sẽ mở đầu bằng một bài hát tủ, đó là bài Đúng lúc gặp gỡ người. Các bạn lắng nghe nhé. Chính mình
Ok. Xin chào các bạn. Biết vậy mà không mặc áo 2 giây hả? À, thiệt sự là không nhớ hôm nay là chủ nhật luôn. Lên công ty rồi mới nhớ. Ngày mai Lily cũng có show nữa nha mọi người. Show lúc 20 giờ. À, đó là show acoustic, hát acoustic. Chắc là do ngày mai không có idol đi chơi hết nên là không có ai nhận show acoustic nên là chị Thảo mới hỏi là bé Dương mới hỏi là show được không? Thế là ngày mai mình không có đi chơi nên là mình sẽ nhận show. Nên là các bạn ngày mai 20 giờ các bạn lên xem show acoustic nha trên Room 88 nha. Sao nó ra tiếng Việt ta? Nè. Lạ nha. Mày đi. Nhìn mặt nó dài thôi chứ nó mới 95 à. Bài gì mà Bích Phương hát vậy? Có ai nhớ không? Biết không? Mấy người đi đường đó thỉnh thoảng đi qua đi lại học cho mày đón. Ừ thì cứ xem đi rồi biết rồi thấy tao. Nhớ là phải căng mắt rồi mới thấy nha. Tam sinh duyên hả? Phải không vậy? Kiếm hiệp tình hay là gì đó mà đúng không? Không phải Huy Anh.
Kiếm hiệp tình má ơi. Hát thử xem, nghe cũng mấy lần rồi, tính học nhưng mà chưa học. Mà nhớ là nó rất là hay. Hát thử nha, đây là hát thử thôi nha, chưa hát bao giờ nên là coi hát được thì sẽ hát, còn không hát được thì cho qua nha. Trường Giang nay sóng xô về đâu, ngàn tình tú chỉ là giấc mơ, bao yêu thương ngọt bùi cũng chia sớt. Kiếm hiệp tình. Bài này mà kiểu chơi game á ha, chơi game xong hát, vô trong game hát cho mấy ông trong game nghe hả? Giấc mơ
Bài gì bây giờ nha? Thần thoại nha. Do người ta thấy mày nói không ai dành, không ai thèm dành nói với mày thôi. Rồi, bỏ tay rồi.
đường về sau thấy không có hơn thoại thì hát đồng thoại đi. Chỉ biết đôi ta
Chào con. Bài gì vậy ta? Thôi hát bài tiếng Việt nha. Các bạn muốn nghe bài tiếng Việt bài gì đây? Chị không thuộc bài Có Chút Ngọt Ngào ơi, chị mới mở nhưng mà chị không biết hát nè. Chuột yêu gạo đi. Ooh.
cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng. Tình lỡ đều cách xa thì mãi mãi nhớ nhau, bao câu hát chỉ yêu một người là anh thôi. Tình đơn phương. Người từng thương mày đó là rap mà. Đến với em một lần, đến với em cho đêm nay thôi.
nó hơi căng cổ. Cảm ơn Lâm Anh. Cái bài cái gì nhờ? Để kiếm cái bài đêm xem là có biết không nhé. Bài đêm của Phạm Quỳnh Anh. Ok, sau đây sẽ là bài đêm nha. Em chưa bao giờ một đêm bốn năm lần, mơ bao nhiêu lần lặp đi đến bốn lần. Vì đâu chiều hôm ấy nhá.
Chiều hôm ấy anh nói với em rằng mình không nên gặp nhau nữa người ơi. Anh đâu biết em đau thế nào, khoảng lặng phủ kín căn phòng ấy, tim em như thắt lại và mong đó chỉ là mơ, vì em còn yêu anh rất nhiều. Giọt buồn làm nhẹ đi dòng kẽ mắt hoa cùng cơn mưa. Chưa bắt đầu
chẳng lành. Từng giây phút sao quá dài để khiến em nhận ra mình cần anh hơn. Tình yêu cứ thế đong đầy trong em từng ngày, vì quá yêu anh nên không thể làm gì khác, chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành. Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách, vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Hôm nay cũng không kể chân mày luôn. Không phải là quên mà là không có make up, không có make up nên là không kể. Hello Kiều Phi. Ta đâu có show sáng đâu. Đánh một chút xíu son lên là đẹp rồi. Giờ mà sương đã nằm lại trên phiên lá rất say, mà con tim em chưa thôi nhớ anh giữa mùa lặng lẽ trôi qua. Em nghĩ về trạch tông rồi. hát bài khác nha. Hồi nãy nghĩ ra một bài mà sao cái giờ quên bả rồi. Thời gian trôi quá nhanh như tia nắng say, khoảng cách giết đôi ta trong phút giây. Quặn thắt tim em từ lúc ta phải nói chia xa từ đây. Còn trong ta bao nhiêu ước nguyện mình từng viết cho mai sau ta có nhau. Tóc đẹp mà. Ở lại thế giới nha. Bình yên giữa thanh thang trời ôm lấy gió, giọt nắng nghiêng bên bờ mi chợt đánh rơi nụ cười. Thời gian xóa tan đi nụ hôn phút cuối, khoảnh khắc khi xưa giờ đây từng phút giây nhạt nhòa. Bao năm qua loanh quanh chẳng biết mình sống hay tồn tại. Take me away, away, away. Trời sóng gió mà sao có gì hay nào, khi giữ mình lại nước đôi vai. Nơi chiếc hôn nhạt nhòa vẫn luôn cao cao. Nắm tay thật chặt mọi thế giới sau.
Không tới được, nhưng mà rất là thích bài này. Bài này mỗi lần mà ví dụ có chuyện gì buồn thì mình nghe thì rất là cảm xúc. Một bài hát tự trách bản thân. Đang thế nào, phú không em giờ ra sao? Còn em ngày không anh quá lâu, nhớ anh nhưng chỉ biết lặng im. Vì ai đang có ai kia kề bên, bị sánh vai mỗi chiều, bị sớm chia bao điều. Làm sao em có thể cho anh hiểu em yêu luôn rồi nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn. Các bạn ở lại chơi với Idol sau nha. Bye bye.